Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc đã từng ném đá giấu tay đồng hương, nay đã đến lượt ông trả giá hay chưa? Cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh là bởi ông Thanh đã tiến ra Hà Nội. Cái chết này là bởi ông Thanh đang nhắm vào hai thế lực trong chính phủ mà ông không hề hay biết. Ông Thanh lúc đó là người dũng tướng, làm lính tiên phong trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nhắm vào người đứng đầu chính phủ lúc đó là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kế bên ông Dũng là ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay của Việt Nam. Việc ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội và được ông Tổng Bí thư nâng đỡ thế nào, và ông Thanh cũng vào Bộ Chính trị và sẽ qua mặt được ông Phó Thủ tướng thường trực lúc đó. Một rừng không thể có hai con hổ. Khổ nỗi ông Nguyễn Bá Thanh thì thích ăn ngay nói thẳng và làm thật, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì âm thầm tính kế và rất hiểm. Nếu so về tài ăn nói, ông Nguyễn Xuân Phúc không bằng ông Nguyễn Bá Thanh. Nếu so về khả năng quản trị, ông Phúc cũng không bằng ông Nguyễn Bá Thanh. Và nếu so về khả năng mang lại uy tín cho đảng, ông Phúc cũng thua ông Thanh. Tuy nhiên, cái duy nhất mà Nguyễn Bá Thanh không bằng ông Phúc đó là mưu hèn kế bẩn. Và hiện nay, ông Phúc đã xây dựng vị trí cao trên chính trường bằng một thứ tài năng duy nhất mà ông ta có, đó là kế hiểm. Vào năm 2011, lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc đã là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực. Ông Nguyễn Bá Thanh thì vẫn là Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng sức và tên tuổi của ông Thanh lại quá mạnh. Tuy là cấp bậc trong Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trên, nhưng uy tín với dân, uy tín trong Đảng thì ông Phúc không bằng ông Thanh. Việc ông Nguyễn Bá Thanh được ông Tổng Bí thư điều ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính Trung ương, thì ông Phúc nhìn thấy viễn cảnh ông Thanh vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế, tìm mọi cách để cản đường ông Thanh là ưu tiên hàng đầu của ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó. Tuy nhiên, một mình ông Phúc thì không thể cản nổi điều này. Tại hội nghị quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng năm 2013, khi đó tân trưởng ban nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng bằng câu nói rằng hốt liền không nói nhiều. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh được cho là nạn nhân của ông Dũng và ông Phúc. Đây được xem là câu tuyên chiến của ông Nguyễn Bá Thanh với ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng đương nhiệm khi đó. Đến sếp của ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông Nguyễn Bá Thanh còn xem không ra gì, thì với một ông phó là cho ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Phúc thì chắc chắn ông Thanh cũng chẳng coi ra chuyện. Đó là nỗi lo cho một con người đầy toan tính của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đến tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã giới thiệu ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Nhưng ông Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã đánh bật ông Thanh và ông Huệ ra. Đây là lời cảnh cáo của ông Dũng, nhưng ông Thanh vẫn lấn tới. Điều này cho thấy nếu sau này có đối đầu trực diện, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không thắng nổi ông Nguyễn Bá Thanh, vì ông Thanh được xem là một dũng tướng. Cho đến ngày 12 năm 2013, tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng, ông Nguyễn Bá Thanh dự và điều tra. Đến nước này thì ông Dũng không thể không ngăn cản ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy là đồng hương Quảng Nam, Đà Nẵng, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc thì luôn xem ông Nguyễn Bá Thanh chính là mối đe dọa đối với mình. Thế là liên minh Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng đã ra đời, và những gì diễn ra sau đó là một phần của lịch sử. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng Bí thư có ép được ông Chủ tịch Phúc hay không vẫn đa là một câu hỏi. Như vậy, trong cái chết ông Bá Thanh có dấu của ông Chủ tịch nước hiện nay, người ta nói rằng ông Phúc chọn thời điểm rất hay, chọn lúc ông Dũng quyết không để ông Nguyễn Bá Thanh tấn tới và trợ giúp cấp trên thực hiện thành công ý đồ, vừa có lợi cho sếp, vừa có lợi cho bản thân mình. Vì thế mà trong giới làm chính trị thượng tầng, ai ai cũng dè chừng ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy bề ngoài ông Phúc như thế, nhưng làm chính trị bằng thủ đoạn, ông là người có hạn. Vì thế, việc ông Tổng bắt ép ông Chủ tịch nước viết đơn từ chức trong kỳ họp Hội nghị Trung ương lần thứ 6 không phải là chuyện dễ. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tô bị kẻ ăn không ngồi rồi sai khiến mà không hay biết. Kẻ đó là ai? Hiện nay, ông Vương Đình Huệ là người ít bị công kích vì tiêu cực liên quan đến ông này, gần như không đáng nói. Hiện nay, nhiều nhà phân tích đánh giá rằng ông Huệ làm chính trị theo kiểu nấp bóng, đang thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Trước đây, ông Tổng cần ông Huệ để chiến đấu với ông Ba Dũng. Tuy nhiên, ông Huệ đã bỏ chạy khỏi chính phủ Ba Dũng vì biết lúc đó mà đối đầu với Ba Dũng thì chỉ có thể xanh cỏ. Việc bỏ chạy đấy đã không bị ông Tổng trách móc vì ông Tổng còn quân cờ thứ hai, đó là ông Nguyễn Bá Thành. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm rất nhiều cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không biết ông Huệ có mạng đế vương hay mang ơn trên giúp đỡ gì, nhưng ông cứ nấp sau lưng ông Tổng mà tiến thân. Có người đặt câu hỏi rằng không hiểu ông Tổng dùng ông Huệ hay ông Huệ dùng ông Tổng, bởi những thành tích mà ông Huệ mang lại cho ông Tổng gần như là không đáng kể. Tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng ông Tổng cần ông Huệ vì ông Huệ là trưởng nhóm lợi ích Nghệ An. Nhóm lợi ích Nghệ An có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó đã có tới 3 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên dự khuyết. Ông Tổng nhờ sự ủng hộ của nhóm lợi ích này và nhóm Hà Tĩnh cũng rất đông ủy viên Trung ương Đảng để củng cố quyền lực của mình. Ông Trọng muốn đảm bảo không ai dám động vào chiếc ghế của ông. Như vậy, sự quan hệ giữa ông Huệ và ông Trọng là quan hệ cộng sinh. Nhờ thế lực Nghệ An quá lớn, ông Huệ tự cho bản thân được ngồi mát ăn bát vàng trong trò đấu đá khốc liệt tại Đảng Cộng sản. Ngược lại với ông Huệ thì ông Tô Lâm nếu muốn được ông Tổng trọng dụng thì phải làm người lính tiên phong cho ông Tổng. Có thể nói ông Tô Lâm đã vào sinh ra tử vì ông Trọng mà cho đến nay một chức trong tứ trụ vẫn chưa thuộc về tay ông. Việc thực hiện kế hoạch bứng ông Phúc ra khỏi ghế chủ tịch nước cũng là công điều tra của ông Tô Lâm. Những tình tiết mà người nhà ông chủ tịch nước tham gia vào vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu được ông Tô Lâm làm rất kỹ rồi giao cho ông Tổng để đem cho ông chủ tịch nước ra trước Bộ Chính trị mà ngã giá. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang dùng ông Tô Lâm như một công cụ. Được biết để có tiếng nói của ông Tổng trong Bộ Chính trị nhắm vào ông chủ tịch nước thì không chỉ ông Tô thực hiện việc điều tra những tiêu cực dính đến ông chủ tịch nước mà còn điều tra cả những vụ án không liên quan gì đến quyền lợi của ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm vất vả cài người vào bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh là cách ông Tổng sai khiến Tô Lâm đang thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nếu hạ được uy tín của ông Phạm Minh Chính thì ai hưởng được lợi? Câu hỏi được đặt ra. Chỉ có ông Huệ hưởng lợi chứ không ai khác. Việc ông Tô Lâm nỗ lực hạ ông Phạm Minh Chính cuối cùng thì để làm gì đây? Cũng chỉ là phục vụ cho ông Tổng, nhưng ông Tổng đã làm việc đó vì ông Huệ. Vậy khác nào ông Huệ đang ăn không ngồi rồi, sai khiến được ông Tô Lâm thông qua bàn tay của ông Tổng. Như Thời báo .d đã đưa ra đánh giá, ông Tô Lâm rất giỏi và bắt bớ, rất ác trong việc ra tay với các tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, ông lại rất non về mặt chính trị. Đã nhiều năm nay, ông Tô Lâm miệt mài phục vụ ông Tổng mà ông không hề nhận ra rằng ông đã phục vụ cho nhóm lợi ích của một người khác đang rất an toàn ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ, người đang ngồi khoanh tay hưởng lợi từ nỗ lực của ông Tô Lâm. Dùng sức luôn là nạn nhân của người dùng trí. Đã có rất nhiều nạn nhân của Tô Lâm, nhưng trong trò chơi chính trị đầy hiểm ác thì ông Tô Lâm lại trở thành công cụ cho người khác một cách đáng thương. Hiện tiếng nói của ông Tô Lâm rất mạnh, ông xem thường cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng trò chơi đầy mưu mẹo này, ông Tô Lâm vẫn là người bị kẻ khác sai đầu đánh đó. Đến hơn một nhiệm kỳ, ông Tô Lâm ở lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an mà bất công cho ông thật sự. Tuy nhiên, vì ông là người mẫu người công cụ nên được kẻ khác muốn giữ ông lại chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để tiếp tục làm công cụ mà không muốn ông thoát khỏi vị trí này.